Trời ơi, anh còn dám nói với tôi cái giọng đó hả? Được rồi. Bây giờ tôi về tôi làm giấy, xong anh chỉ cần anh ký vô thôi. Xong là anh cứ thoải mái, anh thích đi với bóng hồng nào thì đi. Bóng hồng. Hả? Anh là bạn của cái tên trộm đó đó. Để cho mọi người hả ghét anh cũng hên. Cũng hên là tôi hiểu ra mọi vấn đề sớm. Bởi vì sao? Bởi vì tôi là người yêu của anh thôi mà. Và tôi cũng là ban quản trị, cho nên là tôi sẽ gạch rọi mọi thứ nó rõ ràng. Thì ra là vậy đó hả anh Tuấn? Anh có biết là anh nói cái chuyện này ra bậy bạ như vậy á, gây hiểu lầm cho người ta lắm không? Tiếng ca rộn vang chào mừng một ngày mới đã vừa sang. Hát vang la 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 la, là một khúc ca cho mỗi nhà.